Hôm nay tôi vào đào cái cây gạo này lên anh em ạ. Đây, nó là một cái cổ luôn đấy anh em. Đây, cái thân chính của nó này. Thân chính thì bị chặt rồi. Mấy cái mầm thì bà con cũng phát phát rồi, cũng chặt nó đi. Ui, nó mọc hình như tận ra đây. Ui, bệ này chắc to lắm anh em ạ. Đây, nó ra tận đây này. Chả biết cái cổ phía dưới nó thế nào. Lúc này sợ to không đào nổi. Nhiều khi ăn may lại được cái củ đẹp. Giờ tôi đào gốc này anh em xem cho vui nhá. Ui, nó ra tận đây. Quá anh em. Ui, mấy cái rễ to phía dưới này. Muỗi nhiều quá phải đốt thuốc cho nó cháy à, đỡ muỗi anh em. Cái rễ kia mà cái rễ đây này. Nó thì đơn giản thôi nhưng mà mình không giúp cho mình cắt được anh em ạ. Đồ gốc này ác đấy. Đây gọi là bonsai dưới lòng đất. Bọn chúng nó không nhìn thấy gì mà anh em. Mấy cái mầm này mà bà con mà không chặt mà để cho nó to to lên tí thì đẹp. Mấy cây này họ chặt là ngang mặt đất. Ôi, hai cái rễ này nữa là lên. Đào cây sợ nhất là mấy cái rễ cọc. Năn nộn rồi anh em ạ. Mà cái cây phôi nó khổ lắm. Mũi kiến anh em tưởng là cứ đào giống như trong video. Xem thì anh em xem mà nó đơn giản thôi chứ còn làm trực tiếp nó mệt lắm. Cắt rời dã rời tay. Tôi tắt máy, khi nào lên thì tôi quay anh em xem sau.
Đây lên rồi các anh em. Quan quại con rồng luôn. Ủa, vôi này vậy mà đẹp. Dựng dáng này anh em ạ. Đây này, đúng ra là chơi tông cao nhưng mà cái mầm này đưa lên thì nó lại gãy mất. Bỏ đi. Cắt lại đến đây. Chơi cái lu như này cũng ác. Đây là con mầm rồi. Dáng này đi. Cắt vát cái đoạn kia đi. Thank you.